chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về bốn đôi loa đến từ những thương hiệu audio nổi tiếng của Nhật Bản và của Nhật nha. Rồi đầu tiên đây là đôi loa đến từ hãng Lode và model của nó là HS790. Nó sẽ bao gồm một cái loa bass là 25cm, cân xếp màng nhôm, sáng bóng và rất là đẹp. Một loa mic và một cái loa chép mũi nhôm luôn. Dòng này thì rất là hiếm có về trong tình trạng là cái màng nhôm này còn liền lạc và đẹp hết luôn nha anh em. Đây là màn bass của nó đây. Cái này là bẩn nha, vệ sinh là đẹp keng luôn. Rồi đây là màn loa mic cũng vậy nha. Và loa chép. Và chiếc loa ở bên đây, Lode HS790. Thiết kế hai cell chỉnh nha, bao quay, một cái cell chỉnh cho mid range và một cell chỉnh cho loa chép. Đây, đẹp góc cạnh hết luôn. Rồi đây là cái cặp lưới của nó đây, Lode. Cái lưới thứ nhất nha. Cái khung lưới này thì bằng nhựa nha, anh em vệ sinh ok nha. Vệ sinh bằng nước dễ dàng luôn. Rồi chân cẳng còn đẹp hết. Đây là cái lưới thứ nhất và cái lưới thứ hai. Vít nhẹ. Rồi Lode. Rồi khung lưới bằng nhựa. Vệ sinh bằng nước ok luôn. Rồi về cái ngoại hình của cái lo thứ nhất. Đây, đẹp góc cạnh, thiết kế là màu vân gỗ màu đỏ nha. Vuông thành sắc cạnh hết luôn. Về kích thước chiều cao của loa lên tới là 750mm và chiều rộng của nó là 360mm. Chiều sâu là 325mm. Trọng lượng 16,5kg một loa. Trở kháng loa là 6 ohm, công suất là 100W. Cái thiết kế là ba cái model của cái loa bass, mic và chép nha. Lode là của hãng Hitachi Tokyo Japan, made in Japan luôn nha. Rồi loa left right, đây là cái loa bên trái đây, loa left. Và tiếp theo nữa là cái loa bên phải, đây cũng vuông thành sát cạnh nha. Góc cạnh còn khá đẹp. Rồi góc R đây, bị chóc xì nhẹ. Lo R và lo L. Đây góc cạnh của nó đây. Cái này là vết keo nha, vết keo dính. Dòng này thiết kế là dạng lo nén nha anh em, không có lỗ thông hơi nha. Và dòng này thì nó sẽ rất là phù hợp với những cái thể loại nhạc vàng. Và đặc biệt là âm chép và âm mic của nó là cực kỳ sáng nha. Anh em sẽ thấy là nó thiết kế là hai cái cell chỉnh rất hầm hố nha. Và lo chép size rất là to và lo chép và lo mic. Rồi cái màn lo thì đẹp long lanh nha. Dòng này thì vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp luôn. Anh em chơi nhạc vàng thì rất là ok nha. Cực kỳ sang trọng luôn với những cái màn loa còn khá là đẹp, màn mũi nhôm. Rồi với một cái cặp loa Lode HS790 đẹp long lanh thì với cặp này thì em sẽ bán với giá là 2.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em về vệ sinh những cái vết ố ở trên cái màn loa thì nó sẽ cực kỳ là đẹp luôn, màn nhôm rất là dễ dàng vệ sinh. Rồi tiếp theo nữa là một cặp loa đến từ cái thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, dòng DCM, model của nó là KX10. Dòng DCM đây là một trong những dòng sản xuất tại thị trường Mỹ. Nó sẽ có thiết kế là bao quay nha. Một cái loa bass là 25cm, một cái chép còi là 6,3cm và một cái loa mic là 16cm. Dòng này thì có khả năng để chơi karaoke tốt nha, đánh bắt rất là lực nha. Về chiều cao của nó là 658
685mm và chiều ngang là 355mm và chiều sâu là 304mm. Đây, DCM karaoke là cực kỳ chuẩn luôn nha, đánh bass rất là lực nha. KX10 và cái lưới của nó đây, DCM đây, chân ai căng của nó khung gỗ. Rồi xung quanh ngoại hình của nó, bass 25 rất là to, chơi karaoke là cực kỳ quy lực nha. Rồi phía sau của loa, trong này thì nó sẽ có thiết kế một cái lỗ thông hơi là cực kỳ lớn nha. Đường kính của nó tầm khoảng là 120mm. Rồi thông số của loa DCM KX10 USA. Rồi góc cạnh của nó cũng còn tương đối nha. Karaoke là cực kỳ quy lực và rất hay nha Nam. Bắt đánh rất là căng luôn. Bắt 25cm. Chép còi và cái lo mít. Rồi với lo DCM KX10 và với đôi lo này thì em sẽ bán với giá là 7.800.000 đồng. Chơi karaoke vô tư, chơi hay, trưng bày đẹp nha, cũng rất là quy lực. Và tiếp theo nữa là một cái đôi lo đến từ hãng Technic, hãng nội địa Nhật. Thiết kế cực kỳ độc lạ nha. Và đây là cái khung e-căng của nó đây. E-căng của nó là bằng nhựa, vệ sinh ok luôn. Rồi, một cái lưới còn lại. Rồi khung lưới cũng còn khá đẹp nha. Thiết kế rất là độc lạ và chia làm hai tầng. Cái tầng trên là cái tầng lo chép và cái tầng dưới đây là cái phần lo bát. Bát của nó là 25cm nha. Model của nó là Technic SB4500. Ra đời đã khá lâu nhưng hình thức con này phải rất là đẹp góc cạnh luôn. Công suất là 75W, trở kháng loa là 6 ohm và đặc biệt là độ nhạy của nó khá cao nha, 92.5 decibel. Bass 25cm và lo chép giấy 60mm. Về kích thước của loa, chiều ngang là 350mm và chiều cao là 631mm, chiều sâu là 325mm. Rồi góc cạnh của loa, đây là cái phần dính phần keo của nó nha em, vệ sinh cạo cái keo này ra là đẹp keng luôn. Technic SB4500. Rồi cái phần lõm này thì nó sẽ ôm cái khung lưỡi e-căng lại nha. Rồi dính keo, vệ sinh là keng luôn. Rồi phần phía sau của loa, rồi nó sẽ có thiết kế là một cái cầu chì ở phía sau nha. Và đối với cái dòng loa tính đến này thì đa số những cái con loa này thì nó về là cái cặp loa nguyên thủy của nó là cái cặp loa này, và tất cả đều trong tình trạng là bị mất cái nắp đậy loa nha, và rất là khó khăn để ta có thể gài loa. Và em đã sử dụng lại đồ lại một cái cặp loa bắp chuối để anh em dễ dàng xử lý hơn nha. Kết nối loa bằng sỏi dây cũng được nè, sử dụng loa bắp chuối cũng tốt nè. Rồi
tất cả đều là nguyên thủy nguyên zin hết luôn nha. Chỉ thay bằng cái cục loa mới dễ dàng sử dụng hơn. Anh em sẽ thấy này, đa số là nó đều mất cái nắp đậy hết nha. Rồi thông số của loa 6 ohm 75W made in Japan. Tenet SB 4500 và bên đây cũng vậy nha. Rồi cặp này thì được số series liền kề luôn. A068 và bên đây là A067. Rồi góc cạnh còn tương đối hết luôn. Lo test hết à, còn cái tem siêu thị của nó luôn. Rồi và góc cạnh bên đây. Rồi thiết kế độc lạ. Và dòng này thì nó sẽ cho chúng ta một cái âm bass rất là dày dặn nha. Thiết kế lỗ thông hơi nè. Bass của nó rất là to, bass 25cm nha. Rồi với đôi loa Tactis SB 4500 thì em sẽ bán với giá là 4.900.000 đồng. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Và tiếp theo nữa là một đôi loa đến từ hãng Panasonic nội địa Nhật. Panasonic SBD50. Đây là khung lưới của nó đây. Rồi đẹp keng luôn. Khung lưới không bằng nhựa nha. Rồi vệ sinh là ok. Chiều cao của loa là 54cm, chiều ngang là 30cm và chiều sâu là 24cm, bao gồm một cái loa bass 22cm nha, bass 22 viền vải nha, viền vải viền này thì rất là bền, nó sẽ không bị hư theo thời gian nha. Rồi một cái loa chép, một cái loa mic và một cái loa chép nha, ba quay SBD50 120W 6 ohm, đánh rất là quy lực. Rồi cũng trong tình trạng là đẹp góc cạnh hết luôn nha. Rồi dính keo. Rồi khung viền kim loại bass 22cm, thiết kế lỗ thông hơi chất âm thoát nha, đánh rất là quy lực, bass chép dày dặn đều cắt giải luôn, chơi ngon bộ người. Rồi với đôi loa Tactis Panasonic SBT50 bass 22cm, bao quay đẹp góc cạnh và anh em có thể chơi đa thể loại nhạc nha. Và với đôi loa này thì em sẽ bán với giá là 1.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi như vậy là tổng cộng 4 đôi loa nha, tùy theo cái nhu cầu và cái phong cách và anh em có thể lựa chọn cho mình một cái đôi loa như ý, vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp nha. Rồi anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ em trên số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Ngoài ra thì em vẫn có những cái chiếc amply để phối ghép với những cái bộ loa Denon và Yamaha như thế này nha. Và cái giá của nó chỉ từ là trên 1 triệu đồng là anh em có thể ghép đầy đủ một cái bộ amply cho những cái đôi loa xịn sò như thế này. Rồi xin cảm ơn và chào tạm biệt anh em.